Mến chào các bạn, đây là con xe mà của hãng Honda mà được giới trẻ bây giờ là đang là rất là thích. Nó thì nó ra để nó có một cái cuộc cạnh tranh với lại thằng Accenter của Yamaha. Thì thằng này là winner của thằng Honda. Thì đây là chiếc xe cái đời mới nhất của nó vào năm 2019 các bạn nha. Đó. Thì mới thì 2019 thì nó có những thiết kế gì lạ không ta? Thì hơi lạ không, tại mình đâu có thấy chiếc 2018 đâu, mình biết 2019 nó có gì lạ không. Thì FI nè là kim phong điện tử nè. Cái đèn trước là nó phân ra thành, nó xài đèn LED là đèn LED dạng đèn LED chìm chứ không phải đèn LED nổi như những cái bóng đèn khác. Nó giống như dạng bóng LED mà của thằng AB vậy đó. Đó. Thì bây giờ mình xem nha. Ở đây là mình thấy là nó khác so với những cái xe mà của cái bánh mà bánh mâm khác, là nó tuy là nó cũng xài thắng dĩa nhưng mà nó thắng đĩa nhưng mà nhỏ hơn các cái khác. Là cái đùm của nó các bạn thấy không, cốt đùm nó rất là nhỏ gọn và nó xài bộ thắng đĩa này. Bộ thắng đĩa rất là tốt, đĩa win rồi. Và cái điều đặc biệt là các bạn thấy những cái con ốc này là nó màu, nó màu nó khác với lại những cái kia. Đấy, nó xài kết nước là nó dùng gió trời, nhưng mà kết nước thì khi các bạn rửa xe các bạn lưu ý là những cái cơ sở nào mà rửa cái vòi mà nó mạnh á, mà nó phun vào trong cái két này á, nó sẽ làm cong cái lá mía hoặc cậy lá mía lại, thì cái gió nó sẽ làm cho nó giảm cái lượng gió vào cái kết nước này nè. Nó sẽ bị nó sẽ làm cho giảm cái tản nhiệt của cái kết nước đi rất nhiều. Này, mình thấy trong cái bô của nó cũng có một cái cảm biến nhiệt, cái cảm biến này. Rồi coi nó có gì khác biệt không ta. Rồi nói chung thì xe Honda thì ví dụ như ra cái dòng winner rồi hay gì thì nó chỉ có thay đổi thêm về một số cái mẫu mã thiết kế về vỏ, về áo đồ thôi đó, dụ thiết kế vậy thôi, chứ còn về máy móc thí dụ như nó đã ra một cái dòng đó thì hầu như là nó động cơ nó giống nhau hết rồi. À, thôi giờ mình chỉ có soi cho các bạn xem. Các bạn thấy không, ốc nè, ốc đời mới giờ nhìn nó rất đẹp thấy không, nó màu đỏ thấy không, nó màu đỏ bóng thấy không, không phải đỏ bóng cam cam. Nó xài thắng trước là thắng đĩa và thắng sau là cũng là dùng thắng đĩa luôn, dùng thắng dầu luôn. Bình dầu thắng của nó đó. Đây là thắng đĩa. Bô này thì người ta nói là bô dắt, tại vì nó là bô nó từ dưới xong nó dắt lên trên này đó, nó dắt lên trên này. Thì về thiết kế thì mình thấy nó cũng, nếu mà so với những cái mẫu 2017 18 thì nó cũng thấy cũng giống vậy thôi. Cái này 6 tốc độ là cái này nó có 6 số. Nó chuyển là 6 số. Về phía bên này. Thì nói chung là cái này thì mình về là cái kiểu dáng thì kiểu dáng thể thao thì mình nhìn nó cũng rất là ngầu,
nói chung là vậy. Xe này động cơ 150 phân khối. Rồi bây giờ mình bật thử xem thử cái yên của nó coi nha. Ở dưới yên của nó coi thiết kế có cốp có gì không. Thì cái thằng này á là chìa khóa của nó lại đút ngay đây để mở. Nó không đút sau này. Không đút ngay trên kia mở mà lại đút ngay đây. À, rất nhẹ nhàng. Đó. Đây là cái lọc gió nè. Lọc gió nó thì thành ra cửa gió này mình phải để cho nó thông để nó lọc không khí đây. Cái phần cái yên thì mình thấy nó thiết kế mình thấy cũng có những cái gân rất là cứng cáp. Đây là bao xăng. Mình xăng này không biết đổ được mấy lít đây không biết. À, nó kêu cảnh báo không được trộn chất phụ gia vào nhiên liệu, không được tháo FRM F1. À, đây là cái bộ điện cái này không, cái này đồng hồ báo xăng chứ không phải điện ở đâu dưới. À, đây là cái một cái khe để đựng đồ nghề, thiết kế hầu như bình xăng là chiếm gần hết cái diện tích của cái dưới đây rồi. Thì nó dưới đây nó không có một cái cốp mà cái cốp để mình để đồ. Đây đèn mà đèn đuôi là đèn cuối mà nếu mà có hư có gì mình thay mình tháo đem thay cũng rất dễ. Quá nhẹ nhàng. Bây giờ mình thử mình mở thử động cơ nó lên xem coi. Hậu em quay thử bánh trước coi nó lên công tơ mét không. Quay thử bánh trước coi. Không lên. Chưa đạt tốc độ. Tức nhanh vậy. Hả? Ủa? À đúng rồi. Cái kia nó không, nó nằm bánh sau. Để thử coi. Đâu, thử coi. Thử coi có nằm bánh sau. Đúng rồi, nằm bánh sau. Đây, đúng rồi, nằm ở bánh sau. Cái bánh trước em thấy cái đùm nó nhỏ xíu thấy không? Nó gọn nè, nó nhỏ xíu nè, nó nằm ở bánh sau. Số 1 rồi nè. Số 2 nè. Số 3. Số 4. Số 5. Số 6. Anh chạy không vô số khỏi cần vô côn luôn. Khỏi vô côn. Rồi mình phải trả về cái thằng này phải trả ngược trở về chứ không có thể mà mình chứ mình không có thể móc lui ra số 0 được. Rồi về rồi nhớ sao nó không ra số 0 ta. À đúng rồi. Nó không có số vòng như kia. Mà có nghĩa là mình phải trả lui về. Mà nói mà nó có cái là cái thằng Winner này có cái là nó tới là 6 số. Mà mỗi lần đi cứ bóp côn phải sang số nó mệt. Nó ít thôi khoảng 4 số thì chạy nó khỏe. Mà 6 số mà cái số nó không vòng nữa. Nó vòng thì sợ bể hộp số. Thành thử ra con đồ nó có nó mỗi lần vô số của con đồ mệt cầm vòng dữ. Đó. Ừ. Kiểu dáng thì được. Đẹp hơn đẹp 29. À, kiểu dáng thì được. Winner 29 đẹp hơn đẹp 29. Ừ.
nói chung là được. Nhưng mà thằng này có điều cái đời mới của nó xài dàn ốc màu cam. Cái dàn ốc này là của nó giờ nó cái đời 29 này nó mới ra cái màu này, màu ốc. Cái 29 này mới ra màu này đây. Cái dàn ốc màu cam này đây, đặc biệt đó. Nhìn kiểu dáng nó nhìn đẹp chứ ha. Đẹp. Em chỉ thích mũi dàn ốc của nó là đời 29 rồi. Đúng rồi, đời 29 nó có dàn ốc này đẹp. Thằng Honda nó cũng theo cái thị hiếu của nó, nó theo thị hiếu của thị trường đó chứ ha. Bô dắt dàn ốc với cái chân thắng này nè, kiểu này nó cũng đẹp em. Đúng rồi, chân thắng nó đúng đẹp. Chân thắng đẹp, nó không xài chân thắng inox đồ như kia mà nó xài chân thắng kiểu này nho nhỏ gọn thấy đẹp hay ha. Không, ốc đồ nó màu cam rồi hết. Xung thấy thị trường rồi, nói chung là xe này thì về xe máy thì nói để đánh giá thì nó cũng khó, có đánh xà beng luôn chứ đánh giá chi nó nhẹ ha. Thôi chào tạm biệt các bạn.